Tổng tài kinh ngạc phát hiện ra, trên người cô bé sắp chết đói bên đường, đeo một chiếc vòng cổ có một nửa miếng ngọc bội mà anh đã tự tay tặng cho ân nhân. Ngay lập tức anh nhận ra, đây có thể là con gái của mình, vì thế anh nhanh chóng ôm đứa bé chuẩn bị đưa đến bệnh viện. Nhưng không ngờ một người đàn ông lại đột ngột chặn đường tổng tài, lặp đi lặp lại rằng đứa bé này là con gái của mình. Trợ lý thấy tình hình của đứa bé không tốt, liền nhắc tổng tài nhanh chóng đưa đi chữa trị. Nhưng chẳng ngờ tên đàn ông vô liêm sỉ lại không từ bỏ, nói rằng trên ngực đứa bé có một miếng ngọc bội gia truyền của mình, muốn đưa đứa bé đi thì phải để vật đó lại. Trợ lý thấy vậy liền lấy ra một cọc tiền mặt, như vậy mới đuổi được hắn đi. Eo ôi, lấy tiền à, làm gì vậy? Ngày mai tôi kết hôn. Mọi người đến uống rượu mừng. Lập tức điều tra hắn và người phụ nữ xinh đẹp của hắn. Vâng, không ngờ rằng người vợ mới của tên đàn ông đó chính là ân nhân cứu mạng tổng tài đang tìm kiếm. Thì ra tối qua, người cha nuôi tàn nhẫn, ban đầu muốn bán cô gái câm cho người khác làm vợ, nhưng vì ghét bỏ, cô mang theo đứa bé không bán được với giá tốt, ông ta tàn nhẫn đẩy cháu gái, đập đầu xuống đá bất tỉnh. Cô gái câm mặc dù lo lắng cho sự an toàn của con gái, nhưng dưới sức ép bức bách của người cha nuôi, cũng chỉ có thể bất lực, nhìn con gái nằm trong tuyết trắng, bị người cha nuôi vô tình đưa đi. Tuy nhiên, sau khi cô gái câm bị bán vào nhà tên vô lại, không chỉ mỗi ngày đều phải chịu đựng, bà lão và em gái ép vào động phòng, còn không may bị em gái cướp đi nửa viên ngọc trên người. Còn tổng tài bên này vừa đưa bé gái đến bệnh viện, liền được bác sĩ thông báo, đầu đứa bé không chỉ bị thương, do va chạm đầu bé có cục máu, còn bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Vì vậy, khi nào bé mới tỉnh dậy, bác sĩ cũng không thể xác định. Khi biết kết quả xác minh quan hệ cha con cho thấy, đứa bé này thực sự là con gái của mình. Sáng hôm sau, tổng tài đã mang theo địa chỉ được điều tra đến tên vô lại. Không ngờ, đụng phải cô gái câm đang trốn hôn, và vừa nhìn thấy cô cũng nhận ra ngay, tổng tài trước mắt chính là người đàn ông cô đã cứu vào đêm đó, là anh ấy. Anh ấy là bố của Juju, nhưng lúc này bà già độc ác lại đột ngột đuổi theo, không chỉ tàn nhẫn hành hạ cô, còn muốn đập gãy một chân của cô cho bõ tức. May mà tổng tài đã can thiệp kịp thời để ngăn bà già. Tôi là mẹ chồng của nó, anh là ai? Được lắm, con khốn này. Tôi nói mà, mày suốt ngày chạy lung tung như thế, thì ra mày có người đàn ông bên ngoài rồi, bà già đầu rồi. Sao lại nói tục thế hả? Phó tổng của chúng tôi hoàn toàn không quen biết cô ấy. Còn nói không quen biết, anh xem con khốn này sắp nhảy vào lòng anh rồi đấy. Hừ, bà già tôi cũng không phải không có lý lẽ. Nếu ông chủ lớn chọn rồi, tôi sẽ bán anh với giá 10 vạn. Cô ấy là người, không phải là món hàng bà có thể mua bán thoải mái. Lão Trương nhà chúng tôi bỏ ra 7-8 vạn để cưới cô ta về, muốn xử lý thế nào là việc của tôi. Tôi đã tiêu nhiều tiền như thế, cô dâu tôi cưới về lại đang muốn bỏ đi với người khác. Tôi đã gây ra nghiệp chướng gì vậy? Người đâu? Thấy bà già này cứ khóc lóc om sòm mãi, dẫn đến mọi người trên đường chỉ trích tổng tài, cô gái câm không muốn gây rắc rối cho anh nữa. Sau khi cảm ơn tổng tài, cô cam tâm tình nguyện bị bà già bắt về nhà. Và chỉ một cái nhìn của cô gái nhưng lại khiến tổng tài cảm thấy rất quen thuộc. Vì vậy anh đã ra lệnh cho trợ lý theo dõi bà già, còn bản thân tiện tay cầm địa chỉ nghe ngóng dọc đường, cũng đã đến nhà bà già. Sao cậu lại ở đây? Tôi theo cả hai mẹ con họ đến được đây. Anh tìm đến theo địa chỉ phải không? Ân nhân cứu mạng cũng ở nhà này, không phải là cô ấy chứ? Không hay rồi. Lúc này tổng tài đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu của cô gái, vì vậy anh không nói một lời liền lao vào phòng của tên đàn ông. Nhưng ngay khi tổng tài vừa cứu được cô gái, em gái xảo quyệt vô liêm sỉ đột nhiên đeo một chiếc vòng cổ ngọc đi vào. Chiếc vòng cổ ngọc này từ đâu mà có? Cái này tay sao thế? Cướp vợ tôi còn muốn cướp cả e tôi. Nói chuyện lịch sự một chút, phó tổng chỉ muốn xem chiếc vòng cổ ngọc đó có phải đồ anh tặng cho ân nhân cứu mạng không thôi. Ân nhân cứu mạng? Biết được tổng tài đang tìm ân nhân cứu mạng, em gái vì muốn gả vào hào môn lập tức đã giả danh là cô gái câm. Còn cô gái câm thật muốn dùng ngôn ký hiệu chỉ để giải thích sự thật, nhưng tổng tài hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ ký hiệu. Và em gái mưu mô thấy vậy, vội vàng để bà già kéo cô gái câm ra và quả quyết rằng miếng ngọc này là của con gái mình. Cô nói miếng ngọc này bình thường không cho ai chạm vào, vậy tại sao lại xuất hiện trên người đứa bé? Em gái tôi thật là tốt bụng, đứa cháu ruột kia nhất định không giống nhau, nếu không thì sao cứu được mạng anh? Đại quan nhân, chuẩn bị báo đáp như thế nào? Tôi sẽ cưới cô ấy. Thật sao? Anh thật sự sẽ cưới tôi? Không. Tại sao? Không phải tôi là ân nhân cứu mạng anh sao? Đây là số tiền ông chủ mua đứa trẻ đó. Nhìn xem, một xu cũng không động. Đó không phải là con của anh sao?
cả gia đình các người đều nói dối. Một chữ tôi cũng sẽ không tin. Nói, miếng ngọc này lấy ở đâu? Ông chủ lớn, chúng tôi cũng có khó khăn, có nỗi khổ mà không thể nói ra được. Đứa trẻ đó, thật sự là con của con gái tôi. Nhưng, con gái tôi muốn lấy chồng, không thể để người ta thấy bụng nó to được. Vậy nên lão Trương nhà chúng tôi, không thể để nước bọt chôn chết được. Hỏi cha của đứa trẻ đó là ai? Nó sống chết không nói. Chúng tôi chỉ có thể dùng cách này, để nó sinh đứa bé, rồi cho anh trai nuôi. Đúng vậy, vợ tôi không muốn giúp chúng tôi nuôi con. Hôm nay cãi nhau làm ầm ĩ rồi về nhà mẹ, phải không? Làm hỏng việc tốt trong nhà tôi sẽ là người đầu tiên xử lý đứa trẻ đó, phải không? Lan Lan tính tình nhẹ nhàng. Con rể tốt, anh nhất định phải bảo vệ con bé tốt nhé, đừng để ai đó bắt nạt nó. Tôi tất nhiên sẽ bảo vệ cô ấy. Có anh ở bên cạnh, ai tôi cũng không sợ. Bây giờ anh có thể đưa tôi đi luôn không? Cô hãy sắp xếp một số thứ cô thường dùng, phần còn lại hãy để cho trợ lý Lý đi mua. Không cần đâu, cứ mua mới hết đi. Vậy bây giờ chúng ta đi thôi. Ôi, Lan Lan của tôi, mẹ đã nuôi dưỡng con vất vả. Nếu con đi, mẹ biết sống sao đây? Mẹ, con cũng không nỡ xa mẹ. Con ơi, mẹ, tôi có một biệt thự ở ngoại ô phía Tây, mấy người có thể chuyển đến sống đó. Anh thật tốt với em biết mà, lúc đầu em không có cứu nhầm người. Đi thôi. Ấy, người đều đi rồi, đưa quần áo cho người ta đi. Lạnh. Đi nhé em rể. Cô nhìn cái gì? Tôi mới là người đàn ông của cô. Cô chỉ được hướng ánh nhìn về tôi, sống trong biệt thự lớn. Mình không thể để họ làm tổn thương Du Du. Cô chạy. Xin anh hãy mang tôi đi. Cô muốn tôi đưa cô đi. Xin anh đưa tôi đi. Cô ở đây làm loạn gì vậy? Anh, bình thường anh chiều chuộng chị dâu thì thôi đi. Đến bao giờ mới hiểu rõ tình hình đây? Anh muốn em để mặt mũi ở đâu đây? Mau đưa chị ấy về nhà đi. Con khốn này, làm mất mặt trước mặt em rể tao. Về nhà, thả cô ấy ra. Đưa tôi đi. Tại sao người phụ nữ này luôn mang lại cho mình một cảm giác quen thuộc khó nói? Cứ đưa về điều tra trước đã. Không phải cô nói bản thân không muốn rời xa gia đình sao? Hãy để chị dâu đi cùng cô đi. Cảm ơn anh nhé, anh nghĩ thật chu đáo. Chuyện gì vậy? Lại cướp vợ tôi à? Muốn tiền à? Nghe anh nói những lời đó thì đều là... $100 vạn. Á, bao nhiêu? 100 vạn. Anh phải giữ lời đấy, không được thất hứa. Trời ơi, sang trọng quá đi mất. Du Du, mẹ đến rồi. Tôi đưa cô đi thăm Du Du trước. Toi rồi, quên mất đứa bé đó. Nó không sao chứ? Nếu nó tiết lộ tôi, vậy thì tiêu rồi. Cô sao vậy? Đã lâu rồi tôi không gặp con. Muốn nói chuyện thân mật với con bé, tôi có thể một mình đi gặp con bé không? Không được. Tại sao? Anh ta không nghi ngờ mình đó chứ? Du Du bất tỉnh, hiện tại tình hình rất tệ. Bác sĩ nói cố gắng giảm thiểu tiếp xúc riêng. Bất tỉnh rồi, vậy thì tôi sẽ tạm thời không làm phiền con bé. Bất tỉnh thì không cần lo lắng, nó sẽ nói lung tung, cũng dễ xử lý hơn. Ý tôi là cứ đợi con bé tỉnh lại, tôi sẽ đi thăm nó. Sao lại như vậy? Du Du bất tỉnh rồi. Cô muốn nói gì? Cô là đang hỏi về Du Du à? Phải, con bé không khỏe sao? Chị dâu, sao trán chị lại chảy máu vậy? Chúng ta đều không để ý, chị ấy muốn nhắc nhở chúng ta. Chị ấy bị thương rồi, tôi sẽ đưa cô đi, đi xử lý vết thương trước. Đi thôi. Cô đừng sợ, ở đây không ai có thể làm hại cô. Cảm ơn cô. Tôi hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ ký hiệu. Cái này cho cô, sau này cô muốn nói gì, hãy gõ ra. Vậy tôi đi xem Du Du trước. Cô còn việc gì? Hiện tại thân phận của mình, đi thăm Du Du không thích hợp lắm. Ngỡ như anh ta nghĩ mình là người xấu, đưa mình đi, mình sẽ không bao giờ nhìn thấy Du Du nữa. Đi làm xét nghiệm ADN, anh nghi ngờ cô ấy.
Được. Chờ một chút. Giữ bí mật. Vâng. Anh ta muốn làm xét nghiệm ADN. Mình tuyệt đối không để anh ta phát hiện mình là giả được. Không muốn cút khỏi đây thì đừng động đậy. Còn đứng đó làm gì? Không mau cút đi. Chị dâu, chờ em một chút. Chị dâu, em chỉ làm tóc một chút thôi. Sao chị không chờ em? Ấy, trợ lý Lý, sao anh lại đến đây? Tôi đến lấy một số thứ cho phó tổng. Được, vậy tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Phó tổng, kết quả xét nghiệm ADN đã có. Mẫu xét nghiệm có vấn đề gì không? Không có vấn đề, tôi đích thân lấy nó. Xem ra tôi đã thật sự trách nhầm cô ấy rồi. Lần này anh ta sẽ không nghi ngờ mình nữa. Văn Ảnh, đã nhiều ngày rồi, em vẫn chưa được gặp riêng Du Du. Em có nhiều điều muốn nói với con bé. Tốt quá rồi, vậy em đi thăm con bé trước nhé. Cô ấy quan tâm Du Du như vậy, sao tôi lại nghi ngờ cô ấy chứ? Đúng là kẻ lắm tiền ngu ngốc, dễ lừa thật. Hai người xuống trước đi. Chẳng lẽ tôi sẽ hại con gái mình sao? Du Du gặp nguy hiểm. Đến đúng lúc lắm. Tôi đang lo không có ai chịu trách nhiệm. Con khốn này chết rồi. Cô là kẻ đã làm hại nó. Còn tôi là nhân chứng bị cô đánh thương. Cô không biết xấu hổ. Đây là tự cô lén lút đột nhập vào. Tôi đâu có bắt cô vào đây. Con khốn này chỉ có chết đi mới không mở lời. Chẳng lẽ cô cho rằng tôi thực sự sẽ tha cho con khốn này sao? Cô chưa bao giờ muốn tha cho Du Du. Đương nhiên, các người sống thêm một ngày, tôi sẽ nguy hiểm một ngày. Nhưng hiện tại, tôi không cần lo lắng nữa. Cô đừng manh động, đừng động vào oxy của Du Du. Lục Thanh Niên, tôi chính là muốn nó chết. Cô đang làm gì vậy? Lục Thanh Niên, cô to gan lắm. Ai cho cô vào đây? Là Trương Lan. Văn Ảnh, em nhìn thấy chị dâu lén lút, tôi mới theo đến đây. Không ngờ bị chị dâu phát hiện. Em thực sự muốn ngăn cản chị ấy. Kết quả không ngờ, chị ấy liều mạng đánh em. May mà anh đến kịp. Nếu không, rõ ràng là cô muốn hại Du Du. Tôi không mù, tôi có thể nhìn thấy ai rút ống oxy của Du Du. Sớm biết lòng dạ cô độc ác như vậy, tôi không nên nhân nhượng cứu cô. Tôi không có. Du Du là con gái của tôi, sao tôi có thể làm hại con bé được? Nhốt cô ta lại cho tôi. Phó tổng, đây là video giám sát phòng tiểu thư. Có giám sát, không thể để anh ta nhìn thấy video. Văn Ảnh, chị dâu vừa rồi phát điên. Em sợ quá. Đừng sợ. Văn Ảnh, tôi rất lo chị ấy sẽ làm hại Du Du. Cô nói cho tôi biết, chuyện này là sao?